Nhận định Campuchia Philippines bảng A AFF Cup 2022 lúc 17 giờ ngày 20 tháng 12, dự đoán kết quả bóng đá Campuchia Philippines chính xác nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube tin bóng đá nơi chia sẻ thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Campuchia đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây nhờ công tác đào tạo trẻ được chú trọng. Tuy nhiên, so với những nền bóng đá đang phát triển trong khu vực, Campuchia vẫn còn ở khoảng cách khá xa. Tại AFF Cup 2020, dù chơi rất nỗ lực nhưng đội bóng xứ chùa tháp vẫn phải dừng bước từ vòng bảng. Lúc này đội tuyển Campuchia đang không có được phong độ tốt nhất trước thềm AFF Cup 2022. Ở trận đấu giao hữu mới đây gặp Malaysia, những chiến binh Angkor đã để thua với tỷ số 0-4. Ngoài ra họ không có được những trận đấu khởi sắc trước đó. Tuy vậy với điểm tựa sân nhà, Campuchia vẫn có thể tạo ra bất ngờ trước Philippines. Tuy nhiên cần phải thẳng thắng thừa nhận. Rõ ràng, Chantea và các đồng đội còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn gây ấn tượng giải đấu năm nay. Bên kia chiến tuyến, Philippines trong lần dự AFF Cup 2022 đã loại bỏ rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ có một huấn viên mới là ông Joseph Ferrer, người từng làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ câu lạc bộ Barcelona. Tuy nhiên, dường như đội bóng áo xanh cũng chưa có nhiều thay đổi trong cách vận hành lối chơi. Ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup, Philippines để thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam, nhưng đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam cố tình giấu bài. Mặc dù vậy, nói gì đi nữa, Stoke cùng các đồng đội vẫn được đánh giá cao hơn Campuchia. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, đội khách sẽ có chọn 3 điểm trong ngày ra quân. Theo tìm hiểu chúng tôi, trong quá khứ Campuchia và Philippines từng gặp nhau ở những trận đấu năm 2012. Trong hai lần đó Campuchia để thua 1, hòa 1. Tính rộng ra trong năm trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau thì Campuchia thắng 1, hòa 1 và để thua 3. Về phong độ năm trận gần nhất của Campuchia, họ thua 4 và hòa 1. Trong khi đó, Philippines hiện cũng không có phong độ tốt khi năm trận đấu gần nhất họ hòa 1, thắng 1 và để thua 3. Campuchia thi đấu khá chật vật trong năm 2022 khi thua kèo tới 4 trên 5 trận đã thi đấu. Trong khi đó, Philippines thể hiện được sự tiến bộ bằng việc thắng kèo 2, hòa kèo 1 và chỉ để thua 1 trong tổng số 4 trận đã thi đấu trong năm 2022. Bên cạnh đó, hòa thắng kèo cả hai lần gặp gỡ gần đây đều có tỷ số cách biệt. Là một đội bóng yếu ở khu vực Đông Nam Á nhưng Campuchia lại thích lối chơi tấn công mãn nhãn và nó giúp cho người hâm mộ dường như chiêm ngưỡng những bàn thắng đẹp bằng chứng là có tới 9 11 trận gần nhất, các chiến binh ngang co kết thúc với nhất 3 bàn thắng. Trong khi đó, cả 4 trận đã thi đấu tại AFF Cup 2020 Philippines mang tới cho người hâm mộ những cơn mưa bàn thắng, lối chơi khá cởi mở của hai đội dưới chuyên môn nhận định trận đấu giữa Campuchia và Philippines diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 12. Trận mở màn tại bảng A AFF Cup 2022 sẽ có rất nhiều bàn thắng. Theo bạn giữa Campuchia và Philippines đội tuyển nước nào sẽ giành chiến thắng và có về 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2022? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.